Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục up lực chiến anh em. Nhiều anh em kêu mình up lực chiến quá. Thôi, bữa giờ cũng dậm chân tại chỗ nhiều rồi. Bữa nay mình up lực chiến ha. Rồi, chính xác là chiều nay 1 giờ nó sẽ ra cái server 10 nha anh em. Bữa giờ mấy ông hỏi tôi server 10 rất là nhiều rồi đó. Bữa nay là ra đó. Tại bây giờ nó giới hạn xuống còn 5 ngày. 5 ngày thì anh em chơi được rồi. Nói chung server đài này anh em Việt Nam mình rất là đông. Khá là đông. Có nhiều ông kêu ít ít anh em Việt Nam, tôi cũng không thích chỗ nào luôn, tôi không thích luôn nha anh em. Bây giờ nhìn nè, nhìn đơn giản thôi, đừng nhìn đâu xa. Cái quân đoàn của tôi nếu mà chiều nay tôi qua tôi cho mấy ông coi là phải ít nhất phải từ 38 anh em điểm danh. Toàn anh em Việt không, online tới giờ vẫn còn online bình thường và anh em bên này vẫn chơi bình thường. Có nhiều ông xin vô quân đoàn cũng không có, thì không có slot để vô luôn á. Cái quân đoàn này được các anh em đồng lòng lắm. Đây toàn là anh em Việt không à, không có là tao đâu. 40 anh em hình như là toàn là Việt Nam thôi đó anh em. Hay không là không tin thì vô quân đoàn này thử, có phải chết có phải quân đoàn Việt không là biết liền. Rồi tôi lấy mấy cái mảnh tướng cam cho nhiều lắm. Tôi nhường lại cho mấy ông mảnh tướng đỏ đó. Còn tôi sẽ yêu cầu cho là 5 kiều nè. 5 triệu ăn. Rồi đó, rồi xong đó, còn mấy ông đó muốn làm gì đó không làm đi, thoải mái đi. Ý còn lặng hả? Lẫm luôn. Cho nó full chứ gì phải không? Rồi, ok anh em, mình đây up được chiến nha. Thì nói gì nói với Code thì vẫn nhận bình thường nha. Hôm nay tôi đi full luôn danh tướng rồi, không hiểu. Danh tướng tôi đi tính chính xác luôn, ngày hôm nay nữa là full nè. Ngày nào tôi cũng đi đều chứ nha, tôi chưa bỏ ngày nào. Ừ, có bỏ ngày. Có bỏ ngày vậy thì nếu mà nói chính xác là 30 32 ngày. 32 ngày anh em xuyên đi danh tướng là trong vòng 32 ngày là full tất cả những ngày. Ở danh tướng ấy nha, là full hình đó. Tôi đẹp tới là ứng vàng ở bên danh tướng. Còn những vàng bên khác là bình thường. Rồi ok, hôm nay mình sẽ vô mua đồ để up ngựa cho nó full ngựa luôn nè. Đây, thì tôi sẵn đây tôi hướng dẫn cho mấy ông cái này luôn. Ông nào biết rồi thôi thì không nói nha. Còn ông nào chưa biết thì để tôi chỉ cho mấy ông. Thì anh em vô cái cây thằng trong này nè, vô cái chỗ này nè. Ở cái chỗ tôi vừa bấm vô mua cái này nè. Một ngày thì sẽ tốn 8.000 ngọc, không có phải là một ngày nữa. Thì cái này nó sẽ có cái số giờ của nó, hình như là mình nhớ không lầm trong 15 giờ thì phải. Thì đúng 15 giờ sau anh em vô đúng không? Sau khi anh em thu hoạch á thì nó sẽ có cái tiệm bên này. Chắc chắn sẽ có ra cái tiệm bên này. Thì nó sẽ ra tùy theo cái sản lượng của mình có trăm hay không gì đó. Ví dụ như nó cho mình làm 150 cũng có khi nó cho mình 200 nữa. Tôi không biết vì sao chứ nó cho tôi có khi 200 nữa. Thì 100 á, một ngày anh em chỉ bán được 100 cái đó duy nhất. Rồi anh em nếu dù như một ngày mình có thể thu hoạch được 2 tới 2 lần rưỡi đúng không, coi như 3 lần đi, 3 lần thì anh em sẽ được 450, 3 lần coi như là 300 đi, một ngày 3 lần 300 có nghĩa là anh em trong vòng 3 ngày sau là mình không cần phải trồng cái loại cây này mà mình có thể trồng những loại cây khác như là cây này đồ nè, những cái cây khác trừ nó ra. Thì tại vì một ngày này mình chỉ đổi được bao nhiêu đó thôi, có nghĩa là mình trồng cây đó một ngày và 2 ngày sau mình trồng những loại cây khác là mình sẽ tối ưu hóa cái lượng tài nguyên. Vừa có cái này vừa có cái loại đổi mát mát của cái cây thì mình hiện tại mình đang trồng là nó chỉ có là một ngày nó bán chỉ được 100 thôi nó. Thì mấy ông có thể bữa nay ví dụ như bữa nay ông trồng nhiều quá đợt được 2 đợt 15 giờ mà không tới đâu nha, mình nghĩ chắc cỡ 3 ngày mấy ông được ngưng 2 ngày, 3 ngày được ngưng 2 ngày chứ mà một ngày mà được ngưng 2 ngày không được, chứ tôi nghĩ là 3 ngày đó, chính xác là 3 ngày. 3 ngày mấy ông ngưng được nghe 2 ngày, 2 ngày đó thì mấy ông trồng loại khác, còn hay còn dư cái tài nguyên đó mấy ông chuẩn bị ngày mới bán đó, vậy là xong, là rất là nhiều luôn. Tại vì tôi không có thời gian nhiều cho nên là mấy ông thấy bữa giờ ngày nào tôi cũng bán vậy thôi, chứ đừng ngàn trăm cũng được 2 triệu mấy, không phải gian vừa đâu, vừa gian dữ đó. Ok, mình sẽ mua tiếp tục, mình mua 50 viên này, mình đập có thử 60 70 luôn đi. Ủa 80.000 á mấy ông, cho nó full cái con mắm tôm sách này cái nha nè, chứ nó tạ quá rồi. Mình thấy nó tạ quá rồi. Vị trí nó đang đứng là số 1, mình sẽ đưa xuống đây luôn cho nó dễ. Ok, coi lại vị trí của nó nè, coi lại cái tốc độ đó nè. Rồi, còn 138. Em thấy gì chưa? Còn 138 á. Giục này vô. Lên luôn cho em đó. Lên luôn. Lên. Lên. Đó, lên. Trời ơi, lên nữa kìa, ngon. Cái này hơi khó lên nha mấy ông. Thì khó lên luôn á, 39 này kìa, 39.9. Có không, em thấy khó chưa? 800.000 của tôi sắp đi rồi đó.
2 triệu mấy vô đúp cái này rồi phê. 39, 21, 39, 25, lên luôn. 39, 39, 33. Lên liên tục, lên luôn bạn ơi. 41, 45, lên luôn. 49, cái giờ nó lên có 4% mà 52, 3% luôn á. 60, đủ không? 64, 72 nè. Ngon này, ngon này, ngon này nha. 75, 79, con bữa nay mắc được không? 83, 87, 90, 94, 98, 40.2 luôn. Rồi mát rồi anh em, cái này là mát 40 rồi. Giờ qua tới cái màu đỏ. Rồi, tiên lực chiến không lên nhiều mà tốc độ lên khá là ghê đó, 140 kìa. Bắt đầu còn như là dồn hết nha. Chơi full 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 sẽ tầm luôn. Cái này mắc lắm. Được có 96 cái mà hết chịu ngữ. 96 cái mà tôi nghĩ là 96 cái này không ăn nhậu gì đâu. Mà cái build mấy ông build 8 này mà build 6 này mà mấy ông full tốc độ hết 6 thằng là cũng ghê lắm chứ không phải dân vừa đâu. Cái này tới 50 nè. 0.6 ừ cũng được 4% anh em, tôi tưởng nó ít hơn nữa. Ít hơn là to lắm. Cũng được 5% nè. 4%. Nhưng mà chua. Chua vãi nồi luôn, tỷ lệ thành công nó thấp. Chua ơi. Chứ tôi nghĩ chừng được 42 là cùng phải không à. Thiệt á. Rồi cầu khắn sao cho được 42% á. Bốn mươi chấm sáu sáu, 40.70, ổng được 42 luôn, tôi nghĩ 41 mấy. Tính ra anh em server Việt mình up sao lên được cũng giỏi, tài thiệt á. Thứ nhất là nhân phẩm, thứ hai nữa là nhiều được chơi dữ lắm á. Nói chung về cái khoản này thì mất thời gian thôi chứ không có mất nhiều nhiều tài nguyên nữa. Nói server bên này thì không mất nhiều tài nguyên, server bên Việt là ngày 8.000 ngọc như chua. Chua lắm á. 42 tôi nghĩ chắc 42 được không? 42 được. Hên xui nữa đó. 50. 53 có 3% thôi. Ừ được 4%, 57. 61 ngon. Lên 400 mà mừng. Phải có mừng á. 400. Ngừng lại khoảng 3 giây. 1, 2, 3, lụm. Đó, ngừng khoảng 3 giây. 1, 2, 3, lụm. Rồi, lụm. Đó, em 2. À, chừng vừa được 42 luôn phải không à. Ôi, 1 triệu mấy mà nó được 2 chấm nhỏ thôi. Còn 8 chấm nữa phải không à. Khủng khiếp thiệt. Còn tặng 8 chấm nữa. Cái này còn khủng khiếp hơn tỷ lệ nhiều. Chưa lên 42 luôn kìa. Ừ được, vừa đủ 42 luôn. Ừ 42.1, 42.05, 42.09, cái cuối cùng hết. Ok thì sau khi xong thì tôm sách mình lên được 142 ở vị trí cuối cùng đó nha. Tổng cộng quyển số lên trên này thì nó sẽ được là 162.09 anh em. Có lẽ tốc độ mình đứng chùm luôn rồi đó. 162.09. Thiệt, tôi nói thiệt với mong cái này là tôi là chùm tốc độ luôn, chưa ai tốc độ cao hơn tôi. Để tôi coi ông top 1 này có tốc độ không cao lắm, cao không nha. Con này thì 125, con này 139, con này có 100. Con này, ơ đồ ma cái gì vậy, tôi đang giỡn, ông giỡn hay đang mê, ông đang gì 171 ông nội nhó. 171 tốc độ, phải cá nội. Thôi mình tưởng mình chùm, ai ngờ đâu mình chùm mền đó anh em. Chùm ừ thì cũng chùm, chùm mền á. Mấy ông nội đâu ghê đi. Thôi. Ok, bây giờ anh em mình cùng nhớ up lực chiến nè. Thì hiện tại mình đang 8 tỷ 6 ha. Nhầm gì ba cái đồ quỷ đó. Tỷ 6, tỷ 7. Giờ tôi gắn cái này vô cái em coi lực chiến tôi lên. Như một cái máy. Đó. 8 tỷ 7 chưa. Đơn giản, dễ hiểu, 87 liền. Và lên này luôn chắc cũng gần 87 mấy á.
Chiều nay mình chỉ có cái việc là BK thôi anh em. Tôi sách BK từ đầu mùa tới cuối mùa coi nó mới phê. Ok, 8 tỷ 71 chưa hết. Cái này là lên nhiều nhất rồi. Mà tốn nhiều đá đó quá, tôi làm biết. Thiên tướng mà tôi làm biết. Cho lên khoảng chừng 12 13 cấp đi, 12 cấp đi ha. Này như 17 hả? Cho nó đi theo 17 luôn đi. 14. Rồi 16 max. Ok, cho nó lên 16 8 tỷ 74. Tại chưa gắn ba này kia đồ vô, chứ gắn ba này kia nọ đồ vô thì cũng ổn ổn xíu. Rồi cho mấy thương mấy viên này cho tăng miếng lực chiến nè. Ok, còn con bàn thống đúng ra là phải chỗ này phải để bàn thống lực chiến nó mới cao. Để anh kiểu hơi sai đó, hơi sai chút xíu. Rồi bàn thống ở chỗ nào mày, đây rồi. Đó, anh em thấy chưa, đưa bàn thống vô lên 8 tỷ 9, gần 8 tỷ 9 thấy chưa. Chưa, tôi sẽ cho mấy ông coi tiếp tục. Đợi 8 tỷ 8 ăn nhậu gì, bắt đầu nè, vô. 8 tỷ 9 chưa. Đó, 8 tỷ 9 đi. Cho nó vô chiến pháp nhiều nhiều lên cho nó đẹp đẹp xíu ha. À, cho mày vô này xài này luôn. Cho mày xài luôn cái này luôn. Đó, giờ tôi gắn cẩm nang vô này nữa lên 9 tỷ liền á. Mà thôi kệ nó đi từ từ. Ok, bây giờ mình chỉ còn việc đơn giản nữa thôi anh em, xây hết nguyên cái team mình qua bên Ngô. Cho con tôm sách nó xài được cái kia nha. Cho con tôm sách nó xài được cái đồng thù ngọc. Nhưng mà nó xài không được đồng phù ngọc, cảm giác nó hơi cùi. Em hơi cực chút xíu là chuyển nước nè. Chuyển nước của mấy con chủ tướng nó cực. Hơi cực xíu thôi. Nó quăng ngựa ra ngoài nè. Bà mẹ nó quăng ngựa chiến sát pháp ra ngoài á. Ghét cái chỗ đó đó. Nên mấy em thấy em nó quăng ngựa chiến pháp ra ngoài nè. Mỗi lần đổi nó cực. Nhưng mà Tào Tháo bên Ngô cũng khá là lực nha, chứ không vừa nha mấy ông. Tào Tháo quân Ngô mạnh vãi nồi luôn á. Rồi, cho con này về bên Ngô cái nữa là đẹp rồi đó. Thấy sư tử Ngô luôn nha. Rồi mấy ông sẽ thấy cái số lần chi kích của tôn sách nó đáng kể. Hôm qua mấy ông thấy là nó chi kích ít đúng không? Bữa nay mấy ông sẽ thấy cái chi kích như một cái máy. Bấm lộn một skin. Ê quên, mình có skin thấy sư tử, tại sao mình không được vô vậy? Thiếu cái này thì ra là có cái gì dục vô đó. Đổ má rồi, mắc mẹ 16 cái thằng bên kim rồi, xong xong xong. Để mấy kia vô mấy ông mấy dục 16 thằng bên kim uổng quá phí. Thôi kệ đi. Phí vãi cả nồi ra. Gắn skin thôi mà làm gì cắt. Ok, thì từ từ mấy cái tài nguyên đó sau này mình kiếm dễ mà. Trú bảo an lương, thống nhất đại nghiệp. Ok, tự tin nè. Gắn mấy này vô hơi cực chút xíu thôi, không gì. 8 tỷ 8, 2, lên lên cũng 8 tỷ 9 đó mấy ông. Cho con Lưu Bị nó xài full thủ luôn. Tào Tháo này là nằm dạng bên Đam hả? Đam. Tào Tháo nó qua bên nước khác mà trừ Hán ra thôi, chứ còn lại là nó Đam hết đó. Trừ nước Hán ra nó mới thủ thôi, còn lại là full Đam. Cho nên thôi, cho nó xài đại đi. Đam thủ gì, chơi láng đi bạn ơi. Ok, chỉ có mỗi Tào Tháo với Lưu Bị mình làm xong là lụm đó. Mấy ông sẽ thấy nó chi kích nè, như một cái máy điện. Như một cái máy điện 8.93 mấy ông. Thì ghê chưa? Mở đi, 9 tỷ tới nơi giờ. Rồi xong, khi mà cái tay mình full ngu, mình sẽ quýnh với ông hôm qua nữa nè. Mấy ông sẽ thấy tôi quýnh với cái ông hôm qua, tôi sẽ quýnh ông như con này nè. Này đổi men điêu xuồng hả? Xuồng mà ông gì cũng chết. Xuồng ghe gì? Ừ, mà ông hình như điêu xuồng bữa giờ mà.
đúng không? Kệ, không quan tâm. Bây giờ mới chơi nè. Bạn thử cái sức mạnh của mà gọi là tôn sách, mà tôn sách mà gọi là tôn sách quả thần nộ chưa? Quả thần nộ mà tốc độ 162, mệnh tinh thất sát chiều đấu chứ. Trời ơi là tới 162 gần 163 đó, giỡn mặt ra nè, đây nè, chuẩn bị nè. Từ mà ý, từ mà ý. Trời ơi nhìn sắp đi kìa, em sắp đi luôn kìa, má ơi mẹ mạnh. Một đấm thôi, trời nó né kìa. Không sao nha, cho mày né đó. Né đã đi. Nè né nè. Né nó đi, né nó đi. Né, ôi. Con tư mỹ đâu, mấy ông nhìn thấy con tư mỹ không? Tự là tự nó đấm. Mày quên mày hai cái thôi anh em. Chiêu nãy giờ mới có hai cái thôi. Giỡn mà. Mới hai cái muốn xanh xương rồi. Đây là tại cái này tôi mà có lưỡi chỉ tôi đấm thì thôi chứ. Ok. Ba cái nè thấy chưa? Mới ba cái mà nhầm gì? Đó, chi kích này à. Ủa sao nó thiêu đốt ta? Ừ, mình không có xài mấy cấm năng thiêu đốt cho con thái sư tử cho nên tỷ lệ đốt nó thấp quá. Một kệ đi nè. Đâm lại cái chết thái sư tử quá. Mày đứng yên. Hồng giáo và chín. Yên hóa minh chủ. Ghê. Sao mà đỡ được? Cái nó chỉ kích ta. Giải. Yêu phong lái ý. Hồng siêu thiên xa. Bút. Đúng rồi, mình chỉ cần bút cái thôi, xung sách nó đấm cả mũi. Nè. Cái thứ tư nè, tụi mày né chứ mày không né mày no. Cái nữa nè. Giỡn mặt năm cây ngự giáp khủng. Năm. Ô, anh em thấy quýnh nhiều chưa? Quýnh nhiều phải cả nồi luôn. Cái nữa không? 4-5 cái trong lượt. 4 cái, 4-5 cái trong lượt là thằng ông hiểu rồi được chứ. Nè. Được thứ hai. Một cái. Thôi ôi, con tư bi nó đi luôn mà. Sao không chịu nổi? Không chịu nổi đâu. Tôn sách tôi mạnh lắm. Cái này là mai là tôn sách đó chứ tư mỹ. Ờ con tàu đi luôn rồi kìa. Nhưng mà nó test lưỡi bố còn dữ nữa mấy ông. Chỉ mới có tôn sách thôi đó. Tôn sách lại thuộc vô quả thần nộ nhiều quá đó chứ. Lưỡi bố nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Ông này có danh tướng lỡ chỉ đều các kiểu tài điểm rồi chứ. Tự chỉ đấm không thể hụt. Nhân. Nhân. Yên hóa minh chủ. Loạn sĩ chiến hùng. Con tôi mà có con lưỡi chỉ ha. Tôi sẽ chơi một con Tào Tháo mà gọi là con Tào Tháo mà. Phun nộ cho nên coi. Tào Tháo phun nộ. Nó đấm một cái là đam mấy ông nhìn phê luôn. Tôn sách tôi hay hiền mấy ông. Hồng siêu thiên xa. Ừ ngon, cảm ơn. Cảm ơn ạ. À. Đang cần máu. Tôi đang cần máu vô cùng. Ok, lượt thứ ba, lượt thứ ba gọi đúng không? Lượt thứ tư nè. Bắt đầu con men với lại con bàn thống đi nè. Trời ơi. Bay vô cái thế. Thôi vô ngự giáp nó bay thì thôi chứ đừng
đừng có tính tới cái diện hộ lia lịa chân kìa. Diện hộ, diện hộ nè, mày thì diện hộ nè, né nhiều ghê. Tại vì mình chơi cái bạo kích anh em, cho nên tỷ lệ né tránh của nó nhiều là đúng. Bạo kích là đấm có đam, là đam dữ lắm. Né nè 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 nè, lại né nữa. Ôi ôi, quýt dữ hả. Với đầu lượng tôi sách nó đấm mới đau gì. Với lại đá kim mới ngon anh em, đá đỏ cũng không ngon lắm. Tôi cảm giác đá đỏ nó không ngon lắm, thấy nó bình thường quá. Trời má ơi, con Tào Tháo nó quýnh. Em thấy không, Tào Tháo ngu đơn giản thôi mà nó đấm. Thay từ tôi bắn điên luôn. Em thấy Tào Tháo không? Trời trời, con Tào Tháo tôi đấm một cái rồi nhìn đi. Mà công nhận Tào Tháo bên ngô nó lực phải cả nồi anh em. Gây thêm 36% đam trực tiếp nữa. Cho nên con Tào Tháo ngô mà có đốt nó mạnh thì thôi nhé luôn á. Đừng có tính tới cái mức độ mạnh của nó. Cái này mình hơi đen á mấy em. Thiệt cái này anh em mình hơi đen, cho nên test đúng lúc BK chắc chiều nay test luôn quá. Giờ này hơi đen, trong sách nó chi khích hết. Chi khích thua Triệu Văn nhiều. Đấm có mấy cái, mỗi lượt đấm mấy cái không không đã. Đúng nghĩa của nó là đấm nó phải ít nhất lượt phải 5 cái. Như lượt đầu vậy đó, đấm ít nhất 5 cái con mới phê. Nhờ cầm tháo đấm nè. Trời ơi. Đỡ không nổi không? Con Tào Tháo nó còn lực hơn cả Tôn Sách nữa. Nhưng mà nói chơi vậy thôi, chứ mình ra mình coi thống kê là cái con không có cửa nào mà con Tào Tháo nó bằng con Tôn Sách được. Tại vì con Tào Tháo mình không phải là dạng đâm chính. Nên anh em thấy không, đam gián tiếp của con Tôn Sách nó gây ra 471 ức. Con Thái Sư Tử nó gây ra là 337 ức, là do Thái Sư Tử nó cầm sẵn sàng tấn công. Nó Tào Tháo mình nó gây trực tiếp 35, anh em nhìn vậy thôi chứ. Tại vì cái bên kia nó bị giảm giảm ngự, giảm khả năng tạo ngự giáp bởi Thái Sư Tử, cho nên là bên kia nó dễ bị toan với lại Tào Tháo mình lắm. Thái Sư Tử gì lợi hại lắm. Lực chưa, em thấy lực chưa? Đấm cái nào cái nấy là ra hồn và lầy lọ luôn chứ đừng giỡn. Yếu yếu vậy thôi, thôi chiều nay mình test luôn với mấy ông top trên ha. Rồi bây giờ mình chỉ test sơ sơ cho anh em xem vậy thôi, cái độ lực của nó. Để bây giờ mình build một con là mình phải build từng đó anh em. Chứ bây giờ mình đổi qua nữa mình không có, mình không có có thể nào mình mua được đá thằng binh kịp. Ví dụ như bây giờ tôi kiếm đá thằng binh kịp á là tôi chuyển qua lữ bố rồi được. Ở đó tôi đâu có biết là từng mua được 10 viên đâu. Tôi nghĩ là sau này mua phát một vài chục viên ai ngờ đâu. Bây giờ có vàng cũng chẳng giải quyết được gì cả. Chịu mấy ngọc này tôi có thể đổi ra được đâu 3-4 triệu vàng gì đó. Có thể được đổi được 3-4 triệu vàng á. Hơn 3-4 triệu vàng luôn. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.